Chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Thế giới Showbiz được phát sóng trên hệ thống đài truyền hình Asian World Media. Và đến với chương trình Thế giới Showbiz vẫn như thường lệ, quý vị sẽ được theo dõi và cập nhật những thông tin mới và nóng bỏng nhất về thế giới showbiz đầy sắc màu, cũng như xen kẽ sẽ là những buổi phỏng vấn và trò chuyện với những nhân vật khách mời đặc biệt có tài năng và nổi tiếng trong ngành showbiz tại hải ngoại cũng như tại Việt Nam. Và nhân vật khách mời đặc biệt ngày hôm nay là ai? Xin mời quý vị theo dõi đoạn video sau đây nhé. Phan Thiên An, một nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt, sinh ra và lớn lên tại tiểu bang Arkansas, bắt đầu hoạt động nghệ thuật rất sớm và giành được khá nhiều thành công trong công việc diễn xuất cũng như người mẫu. Ngoài ra, Thiên An còn có khả năng tự viết kịch bản và đạo diễn cho những tác phẩm của chính mình. Khi xem những tác phẩm của Thiên An, khán giả sẽ thấy được sự đam mê to lớn của nữ diễn viên này đối với sự nghiệp diễn xuất, cũng như tấm lòng luôn hướng về quê hương, nguồn cội. Bắt đầu chuyển đến thành phố Los Angeles sinh sống vào năm 2018, Thiên An đang từng bước khẳng định tên tuổi của mình ở kinh đô ánh sáng Hollywood, cũng như đến gần hơn với cộng đồng người Việt tại Little Sài Gòn. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng chương trình Thế giới Showbiz ngày hôm nay theo dõi buổi trò chuyện cùng với Thiên An để có thể hiểu rõ thêm về nữ diễn viên tài năng này nhé. Và xin trân trọng giới thiệu đến quý vị nhân vật khách mời đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay, đó chính là diễn viên An Phan. Xin chào em. Chào anh. Vâng, và chào mừng em, cảm ơn em đã đến với chương trình Thế giới Showbiz ngày hôm nay. Và một lời giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình cho đến với khán giả của chương trình Thế giới Showbiz. My name is Anne and I'm an actress and a model and a writer, and I'm from Fort Smith, Arkansas, and I moved out here not long ago to pursue acting. Vâng, và quý vị khán giả có thể còn hơi một chút xa lạ về cô gái đặc biệt này. Tuy nhiên thì An Phan đã tham gia nghệ thuật từ rất là lâu rồi và cũng đã giành được một số thành công nhất định. Thì có thể An có thể cho quý vị khán giả cũng như là chương trình của Thế giới Showbiz được biết là một chút xíu về cái background của mình cũng giống như là cái chặng đường làm nghệ thuật của em. Thiên An đã đẻ ở tại Arkansas, born and raised. Bố mẹ cô Thiên An qua Mỹ ngày 1975, dịch biên qua. Ba mẹ cô An học lại trở lại and làm lại từ đầu có gia đình. And so they had me and my sister in Arkansas. And so I know with my parents, I really love nghệ thuật and I want to pursue it, but you know, thinking of bố mẹ like are very khó khăn, so they told me that if I really want to do it, I must put my heart into it. So I kind of didn't tell my father the truth. I started with my bachelor in visual arts, and I had a minor in theater museum curating, and then after that I graduated a year early. I moved to Los Angeles to pursue my master's in fine arts in acting for film. And then after that, I graduated last February, and that's when I started to book work. So, yeah. Vâng, và thì Thiên An cũng vừa nói một chút xíu về cái background của mình. Thì Thiên An đã hoạt động nghệ thuật từ rất là nhỏ, mặc dù là không có được gia đình ủng hộ lắm và cũng có một chút xíu giấu gia đình để mà đi học cũng như là đi thi. Tuy nhiên thì cô bé này đã fall in love với cái ngành diễn xuất từ khá là sớm. Thì em nói tiếng Việt cũng khá tốt, nhưng cũng còn hơi khó khăn một chút xíu. Nếu mà mình lo chút xíu thì rất là khó khăn, nếu mà cãi lộn thì nó rất là gần. Từ lúc nào mà em nhận ra cái niềm đam mê của mình đối với cái bộ môn nghệ thuật, đặc biệt là diễn xuất? Bởi vì anh biết em rất là đa tài, nhưng mà diễn xuất thì nó luôn luôn chiếm một cái phần đặc biệt trong cái con người của mình. Thì từ lúc nào mà em biết? I knew it when I was a kid, like when I was only 6 years old, and I knew that because I would do talent shows in school and I start singing, and my mom found out and she was like, oh my goodness, like, you know, like I have a daughter that loves to sing. And but I told my mom, there's this feeling that I get when I watch TV and this film. And my first movie I watched that really touched my heart was City Lights with Charlie Chaplin, a 1921 film in black and white. And there was no sound, there was just a little background music, but the portrayal of that actor captured my soul, my heart, and it feeds it, and it's just such an incredible feeling. And then I start taking classes. I was very fortunate about that. And I knew that the journey was going to be very difficult, but I decided that this is what I want to do, and I start taking classes, and my professor
They taught me so much and they were really surprised that I had a lot of emotion because in a Vietnamese household, we're very quiet. We don't like to express emotion, at least in my household. Hồi còn nhỏ là ba mẹ đã kêu Thiên An là phải nhớ cái your roots. Even though you're there, me, but I witnessed my parents go through a lot when they moved out here, starting from nothing. And I thấy nhiều nước mắt and của my mom, and it helped me to internalize it. And I don't know how, I think it was also a calling. Hồi từ nhỏ là I feel very emotional when I see what my parents go through and their history. So I feel like I love history and I love storytelling. And there's nothing more that I am so proud to be Vietnamese American. I am so grateful in another way to be Vietnamese. So nghệ thuật của Việt Nam không có bị lu mờ. That's what I really want to pursue is acting, but make sure that it's for Vietnamese and spreading it out to the next generation and so on. I'm living in Los Angeles in Burbank right now, and that's like an epic media center. And I moved out there to pursue my degree first. Everything that I do, education is very important to me. And so I pursued that and I graduated with my degree, my master's in fine arts and acting for film. And then I started to book jobs. There were many hard moments. Tại em rất là, my personality, I can't speak for anyone, but my personality is rất là tình người, rất là very ngây thơ when I first moved out here. Em bệnh trước là em hiểu là this is business. I nói là no business like show business, and I knew that. But to experience it was very hard. There were so many times that I was tested to take the short route, and I just can't. I just couldn't. And I was very disappointed that mình không có biết là người ta thật sự là appreciate your talent, or just it was another motives, you know. And you know, không có gia đình ở đây là rất là khó for me, tại vì you know, mình nhìn xung quanh là còn là người lạ không mà mình hay là coworker, hay là friends or associates thôi. Cho nên rất là trong business này, it's rất là cold sometimes. But cái lòng tin với là đức tin của em, với lại gia đình của em support em, làm cho em see past that. My mom said that nếu mà cái này là con đường của con thì có ba cái thôi. There's only three things: is đức tin, my faith, your talent, and tình thương. And I balky everything I do, I put my heart to it. So I don't see that there's anything wrong if I put so much love and effort and faith to it. Yeah. Và nhìn sơ qua, nếu quý vị có thể lên những trang mạng tìm hiểu một chút xíu về An Phan thì được thấy là em đã có được một số cái giải thưởng rất là cao ở những cái LA Film Festival, cũng như em cũng đã lên TED Talks chẳng hạn. Yeah. Thì trong những cái bước đường nghệ thuật của mình thì cái kinh nghiệm mà em học được từ những cái giải thưởng đó cũng như là những cái buổi thuyết trình như vậy, thì tại vì anh biết là diễn viên thì cũng có rất là nhiều thể loại và giống như là rất là nhiều cái level, thì tới được một cái ngưỡng như An thì theo em cái khó khăn hay là cái hoặc là cái thành quả mình đạt được thì nó đã xứng đáng chưa? Tiếc cái thằng quá khen. Mấy cái everything trong cái mà giải thưởng mà em được á là em learning, I'm still learning. Em nghĩ là em không bao giờ finish learning. Tại vì right now I'm about to take a course with one of the best coaches right now in nghệ thuật, and I feel so grateful, and I feel like mỗi cái opportunity is very important to me. So everything that I do matters because it stacks up to my learning, and it helps me to grow as an artist and as an individual. Gần đây thì quý vị, nếu mà quý vị có những cái subscribe to HBO hoặc là có cable của HBO thì quý vị cũng biết đến cái show truyền hình là Euphoria. Yeah. Thì và An Phan cũng có một vai diễn trong đó, thì không biết em có thể nói một chút xíu về cái kỷ niệm về cái show diễn này, cũng giống như là cái vai diễn của mình và cái experience khi mà mình làm việc với một cái production nó lớn như vậy. Yeah. Well, my agency, thank you, Mark Myers. He's amazing. He works
full time for me. He helped me get into book the audition, and IO thì I audition, I self tape. Rồi sau khi đó là tự nhiên cái đạo diễn gọi lại my agent, and he was like, I like her, put her back on, give her a different role to test. So trong cái ngày đó, I was so all over the place. I was so like busy, and I trở lại, and I had to do self taping, and I sent it back to my agent, and he's like, you booked it. And I was like, well, I put my heart to it. I hope so. And it was so exhausting, but it was so worth it. That he, when I got on set, I met so many amazing celebrities, and they were, and I met so many amazing filmmakers and makeup artists. And it was such a smooth run set that I forgot that I was even working. And I played a 14-year-old girl because I looked very young without makeup, and they made me look like I was in middle school, and I had such a great time. And yeah, I'm very excited. That was one of my best memories, is the process of auditioning and just being open-minded. Yeah. Và không chỉ ở diễn xuất mà em còn từ nhỏ tới lớn cũng đã tham gia rất là nhiều hoạt động nghệ thuật khác, yeah. Cũng có cơ hội được phỏng vấn rất là nhiều, yeah. Những cái celebrity hạng, yeah. A, yeah. Và trong khi đó thì cũng có cơ hội được phỏng vấn một số người Mỹ gốc Việt, yeah. Những cái celebrity đó thì có một cái connection nào đó khi mà em phỏng vấn những cái người sao gốc Việt như vậy không? For Ngô Thanh Vân, Veronica Ngô from Star Wars The Last Jedi, and I've seen her in many, many other things, and I've known her from her music. But I phỏng vấn her, and she like was so open to me, because that day when I phỏng vấn, I wore my áo dài. I was like, and she had a film coming out regarding to that. And so she and I like bonded right on set, and everyone was, and she told me, she's like, I didn't want to do red carpet interview so much, but when I saw you in your dress, like I was like her. And so I was very excited and very grateful to interview her. And she told me that not to give up, and you believe in anything, you have to work hard for it. Yes, it's scary. Yes, it's very, it can be very intimidating, but if you want to pursue it, like go for it. And she's one of the ones that I'm very grateful to interview. Yeah. Vâng, và đến với chương trình ngày hôm nay thì không chỉ là được ngồi trò chuyện mà An Phan còn đem đến một cái món quà, là một cái buổi cái tiểu phẩm performance, yeah. Monologue, yeah. Thì xin mời quý vị tiếp tục giữ màn hình, chúng tôi sẽ đưa đến quý vị ngay cái màn trình diễn này của An Phan, và sau đó thì chúng ta sẽ được nghe cô gái này tâm sự về cái monologue này. Xin mời quý vị đón xem.
Và vừa rồi là màn trình diễn độc thoại Gold do chính nữ diễn viên An Phan biên soạn, đạo diễn và trình diễn. Một cái màn trình diễn mà theo anh rất là cảm động và rất là Việt Nam, và để lại trong anh một cái ấn tượng rất là sâu sắc khi mà xem cái buổi cái màn trình diễn đó. Thì em có thể kể một chút xíu về cái experience, vì sao em quyết định em viết cái piece này, cũng giống như là cái piece này nó có để lại cái cảm xúc gì cho em? Cái cảm xúc từ gia đình, như là ba mẹ của Thiên An đã trải qua a lot hồi mà qua Mỹ, cho nên Thiên An, I think I internalized my mom's pain. I internalized my mom as my father's pain when they come to America, but they come to Arkansas, which was there was Fort Chaffee was a refugee camp for Vietnamese, and chỗ đó very small population of Vietnam back then. Cho nên I feel a lot for my parents, what they have to go through. Mà cái đoạn mà Thiên An bận cái áo mà uniform, hồi mà Thiên An làm cái phim mà premiere ở Warner Bros, Thiên An bận trong cái phim đó, trong phim Gold đó, là Thiên An bận cái áo dài, mà làm kỳ này là Thiên An bận cái quần áo uniform. Tại vì cái kinh nghiệm của Thiên An á là hồi mà Thiên An còn nhỏ đó, ba mẹ Thiên An muốn Thiên An đi học trường đạo để mà học cho tốt hơn, thì ba mẹ không có đủ tiền, mẹ của Thiên An phải phải volunteer chỗ trường á. Lúc đó Thiên An nhớ là Thiên An phải vô anh đi học với là bị kỳ thị với là gia đình. Thiên An có một mình Thiên An trong lớp là Việt Nam mà. Lúc đó trong lớp đó là cô giáo kỳ thị Thiên An, là cô giáo giống như là thấy là Thiên An không có xứng đáng trong lớp đó, tại vì Thiên An không có đủ tiền, mẹ phải làm nhiều việc để mà cho Thiên An vô học. Cho nên Thiên An viết cái đó, Thiên An nghĩ là mấy người mà Việt viên qua đây, thí dụ chẳng hạn như ba mẹ của Thiên An hay là bạn bè của Thiên An qua đây mà không có gia đình, mà không có ai để mà nương tựa hết, làm sao mà giống như là làm sao mà mình gắng cố lên. Cho nên Thiên An viết cái đó là để mà giống như là biểu tượng là cho giống như là mình không có bỏ cuộc, mình phải cố gắng lên, mình không có từ cái tên của cái người đó là Thiên Lan đặt tên là Kim Anh, là just biểu tượng là mạnh mẽ mà like strong and gold, and so you know Thiên An đặt cái tên đó, and I hope my mom helped me give me ideas of her experience, cho nên Thiên An incorporate that, cho nên that's my experience. Vâng, rất là thú vị và rất là độc đáo, cũng giống như là một cô gái còn rất là trẻ nhưng mà những cái cảm xúc và những cái cảm nghĩ về cái dân tộc Việt Nam mỗi lần đưa qua trong một cái tác phẩm nghệ thuật thì rất là đáng giá trị, đúng không quý vị? Và người châu Á mình nói chung thì hay bị những cái misconception khi mà chúng ta dấn thân vào Hollywood. Thì anh không biết là Thiên An có phải gặp những cái vấn đề này hay chưa? Và khi mà mình gặp thì cái cách giải quyết mình như thế nào? I think the hardest trong there's always stereotyping or typecasting, that's almost difficult to break away from, but we are doing better in the industry from what I have noticed. There's a lot of films that's coming out for Asian Americans, but there are always typecasting. Ví dụ như like my, if they see me, they probably think I'm, you know, I always get this from director, they think I'm Korean or anything but Vietnamese. I don't know why. They think that I was from Vietnam. If I tell them I'm from Vietnam, they think, you know, nothing, no offense, but like they don't think I speak English. They don't think I speak English. They're like, oh, she's an international student. We don't wanna. I've had people before tell me, oh, I did not know you can speak English like fluently. And I don't know how they think that, because in Los Angeles, we're in the most diverse city. But I get that a lot, unfortunately. And I make comedy, humors out of that, because it doesn't affect me. It's always a story. And I tell them I'm from Arkansas, and they're like, what? Like, that's scary. Why? And I don't know why I get weird reactions, but I do. Cái mong muốn nào cho Thiên An trong những cái năm tương lai, trong vẫn tiếp tục cái nghiệp diễn xuất như thế này, nhưng mà những cái dự định, những cái project của em, thì có em có thể đưa đến quý vị khán giả biết một chút xíu không? Yeah, Thiên An, I'm very excited because there's a lot of projects online that I can't say right now, but Thiên An muốn continue to do co-star roles. I've always been told that I have such a young look, so I want to keep banking off of that and playing younger roles, because I have my whole life to be old. So I want to continue to do a lot of
TV shows, but eventually I hope to write my own work and continue to do films that means a little bit more to me. Other things are amazing too, but I really love social justice films that touch our community for the next generation. And I want Hollywood to introduce Vietnamese American community and push that into Hollywood a little bit more so that they can be able to understand more about our culture. Because I'm still learning and I want to continue to be growing. And I just want to say at this point in my life that if I can share something to you is that if you put your heart and your soul to it, make sure what is your intention. You have to know yourself. Oftentimes, I actually have a lot of friends and just a lot of friends that tells me, I don't want to do this business anymore. I want to become an actor. It should be easy. It's all glam. I see pictures on Instagram. It's so cool. I'm, you know, I have a girl who's from pageant recently who told me, she's like, Chị ơi, I wanna đóng phim because I love it. When I was a kid, I love it. And trong lòng của mình hurt so bad because I was just like, I don't want to see her go through. She doesn't know the hustle. It's a lot. But if you really want to do it, you have to ask yourself why. Keep intention and your purpose and your calling is more important than anything because whatever you're going through, you won't be able to go through it. If your intention, your purpose, and you don't know yourself clearly, you won't be able to last long. You will be jaded through time. I've seen a lot of actors give up, and it's very, very disheartening to me. But that happens, and I think that you have to know yourself and know why you want to be in it. And if that's what you want to do, then you put your whole heart into it. You don't give 10%. You give 100% or more, and it's really nice to have people around you to support you, but if not, you know, I support you. So yeah. Vậy thì trong một năm, 5 năm tới thì khán giả khi mà nhắc đến Thiên An thì sẽ có những expectation nào mà họ có thể mong chờ? Bật mí một chút xíu không? So much pressure. Thiên An hope that everyone could be able to see that I'm doing what I love and I will always need support. I'm very humble by every opportunity that's given to me and I mong that other people will continue to learn from my journey and also support of me and understand that I have nothing but love for the community and just how much I'm very grateful to embrace our culture and bring that to Hollywood. Và cuối cùng thì một số cái trang thông tin cá nhân cũng giống như là những tài khoản social media mà Thiên An muốn đưa đến vị khán giả để mọi người có thể follow em nhiều hơn nè, ủng hộ cho Thiên An trong cái con đường chặng đường nghệ thuật sắp tới. Yeah. I don't use Facebook as much, so I feel bad about that. My Facebook friend is over the limit. So you guys can follow me on Instagram. It's ANTHIENPHAN, Anting Phang. And you can email me at aphan.actor@gmail.com. If you DM me on Instagram, it's less likely I would check it. So just email me. But yeah, you can just follow me through that. I have a website, but I don't think I want to put it out there just because they can't message me through that. So yeah. Vâng, và một lần nữa rất là cảm ơn Thiên An ngày hôm nay đã đến với chương trình Thế Giới Showbiz, trò chuyện cùng với anh cũng giống như là trò chuyện với vị khán giả. Những khán giả Việt Nam đang xem chương trình ngày hôm nay, nếu mà chưa biết đến cô bé này thì hãy ủng hộ cô bé nhiều hơn, xem qua những cái bộ phim cũng giống như là những cái tiểu phẩm ngắn mà cô bé này rất là hay, để trên những cái trang social mà Thiên An vừa mới đưa đến vị khán giả. Và chúc em một lời chúc tốt đẹp cho cái chặng đường nghệ thuật sắp tới, luôn luôn thành công, luôn luôn phát triển, và anh sẽ thấy em trong Crazy Rich Asians 3, 4, 5, cũng giống như là chưa kể một bộ phim nào đó mà em direct luôn, tự viết và direct luôn. Chúc em luôn thành công và cảm ơn em một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị khán giả, xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn dành thời gian theo dõi và quan tâm đến với chương trình Thế Giới Showbiz cùng với Huy Lê. Và chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng hàng tuần trên hệ thống DirecTV 2032, cũng giống như là hệ thống local 57.15.
Hàng tuần chúng tôi cũng đã có website và app ở trên hệ thống App Store và Google Play. Quý vị vào đó search từ khóa AWM TV, download về hoàn toàn miễn phí, xem lại chương trình Thế Giới Showbiz ngày hôm nay cũng giống như là các số khác và vô số các chương trình hấp dẫn và đặc biệt khác của hệ thống đài truyền hình Asian World Media. Xin chào và hẹn gặp lại.